dừa xanh ôm bao bóng lá. Ôi hai tiếng quê hương đầy Thanh Hóa yêu thương, như chiếc đôi sinh núi đỏ kia còn ghi qua bao đời. Về quê Thanh đất rộng người đông, thuyền nhẹ đưa xem thắng cảnh hồ công. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ban chỉ đạo 35 thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường tiểu học trên địa bàn thị xã. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành thị xã. Năm 2024 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xác định chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển và mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình, tập trung phát huy tốt các cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế, 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới, phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, tương xứng với phát triển kinh tế. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn xã hội. Thảo luận tại hội nghị, các địa phương thể hiện sự đồng tình thống nhất trong kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện các khu công nghiệp, khu đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2023 vừa qua, đồng thời nêu rõ năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, nắm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển đã được xác định trong toàn hệ thống chính trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các địa phương cần phải tập trung phân tích, dự báo, sát đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các phương án, kịch bản, kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm
cho phù hợp với tinh thần vì hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển của tỉnh. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ đảng viên, đồng thời khẩn trương ban hành kế hoạch của ngành, địa phương, đơn vị mình trước ngày 15 tháng 1 năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, phải đổi mới cách làm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm để tập trung tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên các lĩnh vực, phải phân công cụ thể cho từng tập thể cá nhân liên quan, thực hiện đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sự hội nghị có Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thị xã, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, trưởng công an, trưởng các đơn vị tự vệ, lực lượng bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các xã phường. Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, cơ quan cấp tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, cấp ủy chính quyền thị xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác quân sự quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo ổn định, không để xảy ra bị động, đột xuất bất ngờ, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự thuộc quyền tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham mưu rà soát bổ sung kế hoạch và huy động lực lượng dự bị động viên nguồn lực bảo đảm cho quốc phòng, động viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, động viên công nghiệp chuyển tổ chức hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến, tham mưu chỉ đạo hướng dẫn và phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, khu vực phòng thủ, công nghiệp quốc phòng an ninh, tham mưu chỉ đạo hướng dẫn và phối hợp thực hiện việc kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, thực hiện phòng thủ dân sự, bảo đảm đầy đủ kịp thời chính xác chế độ, chính sách đối với người có công, hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách xây dựng dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có con em công tác tại Trường Sa nhân các ngày lễ Tết. Trong năm 2023, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn cơ bản được giữ vững, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm so với năm 2022. Công an thị xã đã phát hiện tiếp nhận 162 vụ với 307 đối tượng, giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội 69 vụ, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy 37 vụ, tình hình tội phạm và vi phạm về kinh tế tham nhũng 13 vụ, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, mua bán trái phép hóa đơn, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, phát hiện một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và 20 trường hợp vi phạm hành chính. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng vững chắc, rộng khắp trên địa bàn lĩnh vực. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện nghiêm túc,
đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm đã xây dựng thành công và ra mắt hoạt động 5 mô hình mới. Mô hình xã sạch về tội phạm và tệ nạn ma túy, mô hình liên kết phường, trường, viện bảo đảm an ninh trật tự và trật tự đô thị, mô hình xã trường trạm bảo đảm an ninh trật tự, mô hình tổ an ninh công dân tại công ty dạy Nora, mô hình tuyên truyền phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VNEID tại phường Hải Ninh, mô hình nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền vận động lái xe taxi, lái xe dịch vụ vận tải tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 tại các xã phường, cơ quan doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt và hiệu quả nhiệm vụ. Để bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị xã đề ra các nội dung, biện pháp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền đối với công tác tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những việc làm được, chưa làm được trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thị xã đã ký cam kết thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã đề nghị. Thứ nhất, đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo và chúng ta phải tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các cái chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các mệnh lệnh, chỉ thị, đề án của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, của quân khu 4 và của tỉnh về công tác quốc phòng, công tác công an và công tác biên phòng của năm 2024 này. Cái thứ hai ấy, là chúng ta phải tăng cường cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang trong thị xã và tăng cường cái công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao cái chất lượng của lực lượng vũ trang thị xã chúng ta, và chúng ta phải tập trung để thực hiện tốt cái giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch đã đề ra. Để thứ ba là chúng ta phải xây dựng kế hoạch, phương án, chuyên đề để tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị định 73 của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực hành chính, nghị định 34, nghị định 27 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực vi phạm an toàn giao thông, và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đất đai, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Thứ tư, chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp theo nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ giữa các lực lượng công an, quân sự, chủ động bảo vệ vững chắc vùng biển đảo và tiếp tục xây dựng củng cố tuyến biên phòng của 15 xã phường ven biển, tăng cường phối hợp hoạt động huấn luyện và tác chiến với các lực lượng, nhất là các đồn biên phòng, bộ đội đảo mê, dân quân, dân quân biển và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng trên địa bàn thị xã, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát phương tiện, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động xuất nhập cảnh người nước ngoài trên địa bàn thị xã và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ tuyến biển. Và thứ năm, chúng ta phải điều chỉnh bổ sung kịp thời các phương án sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng
đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có tính ổn định cao, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng vũ trang, đảm bảo huấn luyện đủ đúng đối tượng, thành phần, nội dung và thời gian quy định, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, duy trì có hiệu quả các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tham gia vận động quần chúng xây dựng nông thôn mới, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai và hoàn thành công tác tuyển quân tuyển sinh năm 2024. Thứ sáu là phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, kết hợp chặt chẽ giữa giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội với ưu tiên chính sách hậu phương quân đội. Còn đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 thì báo cáo chỉ thị Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã ban hành cái kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán. Đây thì đề nghị đồng chí là đối với lại cái kế hoạch ấy, thì đã nêu rất là rõ rồi, thì đề nghị đồng chí tập trung cho mấy cái việc. Thứ nhất là chúng ta phải tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tự giác đấy, hoặc là tố giác để giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, kiên quyết đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, đồ chơi nguy hiểm, triển khai kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết Nguyên Đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Và đặc biệt là đồng chí biên phòng, đồng chí lưu ý. Thứ hai ấy, là các cơ quan chức năng đồng chí phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trong dịp Tết để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Thứ ba là tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tập trung thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bố trí lực lượng trực ban, trực chiến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, thực hiện các biện pháp công tác nhằm duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, hạn chế mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã trao danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, trao danh hiệu đơn vị quyết thắng của Chính ủy Quân khu 4 cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang trong quân khu năm 2023. Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 12, Ban Chỉ đạo 35 thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã, các đồng chí thành viên Tổ thư ký, thành viên Cộng tác viên Dư luận xã hội thị xã, Bí thư các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phó Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã báo cáo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thị xã năm 2023. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã kịp thời tham mưu các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng ủy, Chi ủy, cơ quan trực thuộc đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, kịp thời định hướng công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng Internet, các trang mạng xã hội
và chia sẻ lan tỏa các thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thị xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn quản trị hệ thống các trang fanpage, nhóm Mocha 35, các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook đăng tải chia sẻ thông tin tích cực, các bài viết, video clip đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định số 58 QĐTU ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên quản lý, sử dụng tài liệu của Đảng, Nhà nước đúng quy định. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã và các lực lượng đã đăng tải chia sẻ gần 1.000 bài viết chính luận để tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phản bác các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm. Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã phối hợp với Công an thị xã tiến hành các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan tỏa thông tin xấu độc, vô hiệu hóa các trang web, blog, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai trái. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trong năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, năm phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2024, dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và còn có nhiều khó khăn hơn so với năm 2023. Chính vì thế, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, chống phá Nhà nước để nhằm gây mất ổn định tình hình. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục phải triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc kéo dài theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, trong đó có cả yếu tố về nước ngoài. Để góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35, bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhất là những cái thành tích kết quả đã đạt được của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa và của thị xã Nghi Sơn của chúng ta trong năm 2023 và tập trung để thông tin tuyên truyền các cái nhiệm vụ kế hoạch, các cái giải pháp lớn trong lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Và theo đó thì chúng ta cần phải nêu cao cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, là tổ trưởng cái tổ để thực hiện cái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Rồi là chúng ta phải chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính, quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Rồi là nâng cao cái chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và tập trung để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các cái vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và những cái vụ việc còn tồn đọng phức tạp trên các cái lĩnh vực. Và chúng ta phải có cái biện pháp để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng về quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Và đồng thời là chúng ta phải kịp thời kiện toàn các tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị mình để mà chỉ đạo các ngành, các đoàn thể chính trị, nhất là lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội
trên địa bàn để phát triển hơn nữa cái lực lượng đấu tranh phản bác và có nhiều cái bài viết chính luận để kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch. Nội dung thứ hai là các thành viên ban chỉ đạo 35 thị xã và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, và các cơ quan đơn vị phải tăng cường củng cố xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh phản bác, tăng cường các giải pháp về công nghệ, về kỹ thuật trên không gian mạng để tuyên truyền sâu rộng với những cái bài viết, những nội dung và sắc bén để nâng cao chất lượng. Đồng thời là chúng ta phải làm tốt cái việc mà biểu dương cái gương người tốt việc tốt, các cái mô hình điển hình tiên tiến để chúng ta lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Rồi là chúng ta phải sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội của cá nhân, rồi là trang thông tin điện tử của ngành, của đơn vị để tăng cường các bài viết, đưa ra các thông tin, các bài viết chính luận để chúng ta đấu tranh phản bác và tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Phối hợp tích cực với cấp ủy chính quyền các xã phường và các ngành đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân và dư luận xã hội để chủ động xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, báo cáo những vấn đề phát sinh, những vấn đề vượt thẩm quyền với thường trực ban chỉ đạo 35 thị xã, với ban thường vụ thị ủy để được xem xét và giải quyết. Thứ ba là đề nghị công an thị xã chủ trì và thực hiện tốt cái quy chế phối hợp với ban tuyên giáo thị ủy, với phòng văn hóa và thông tin, với ban chỉ huy quân sự thị xã và phối hợp với các cái cơ quan đơn vị, với cấp ủy chính quyền các xã phường để triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý hoạt động sử dụng không gian mạng và phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc sự thật, và phải có những cái giải pháp hữu hiệu để tổ chức truy tìm cái nguồn phát tán, xác định cái chủ tài khoản, rồi là quản trị viên của hội nhóm trên mạng xã hội để chúng ta áp dụng các biện pháp đấu tranh, gọi hỏi, răn đe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường chỉ đạo và chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng phản động sử dụng không gian mạng phát tán thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, báo cáo Ban chỉ đạo 35 thị xã nhằm ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa xấu, độc, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã tiếp tục tăng cường phát triển các tin bài phóng sự, đấu tranh phản bác các thông tin, các luận điệu sai trái thù địch và phản bác các luận điệu lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và trên địa bàn thị xã trong công tác phòng chống tham nhũng, giải phóng mặt bằng, trong việc xử lý các vụ việc, các vụ án phức tạp, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo 35 thị xã rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài để tham mưu kịp thời cho Ban thường vụ thị ủy, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm nhằm ổn định tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 thị xã đề nghị Ban tuyên giáo thị ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 thị xã căn cứ chương trình công tác năm 2024 của Ban thường vụ thị ủy, ra soát tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2024 cho Ban chỉ đạo 35 thị xã phù hợp với tình hình thực tế và tham mưu cho Ban thường vụ thị ủy thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 35 thị xã, Ban thường vụ thị ủy kịp thời những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị, Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh và Thị ủy Nghi Sơn, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra
và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thị xã. Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Thị ủy và Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn, Liên đoàn Lao động Thị xã đã tập trung thực hiện, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật nhất là đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở và Đại hội Công đoàn Thị xã nhiệm kỳ 2023-2028 đạt 100% kế hoạch, đồng thời ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ theo đúng quy định. 100% công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngay từ đầu năm. Liên đoàn Lao động Thị xã hiện đang quản lý 151 công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên 4.526 đồng chí. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thị xã quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết Quý Mão đã phát động đến công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo để không một đoàn viên nào không có Tết. Liên đoàn Lao động Thị xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành ở thị xã tổ chức thành công chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Gắn Kết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thị xã. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thị xã đã trao 139 xuất quà cho một nhà mái ấm với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó còn tổ chức thăm hỏi tặng quà các đồng chí cán bộ công đoàn đã nghỉ chế độ, động viên gia đình, công nhân viên chức lao động khó khăn, tham gia cùng đoàn công tác của thị xã, thăm hỏi các gia đình chính sách có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2023. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thị xã đã trao hỗ trợ cho trên 320 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật hiểm nghèo với số tiền hơn 400 triệu đồng, trao quà cho 13 cháu có thành tích cao trong học tập với số tiền trên 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã có sự hỗ trợ chia sẻ cho đoàn viên ở các đơn vị cũng như trong cụm thi đua số tiền trên 1 tỷ đồng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thị xã đã tổ chức và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tập trung tuyên truyền triển khai phong trào thi đua trọng tâm, cán bộ công nhân viên chức lao động thị xã tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023, gắn với các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, gắn với chương trình phối hợp hành động, bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Kết quả của các phong trào thi đua và các chương trình do Tổng Liên đoàn triển khai phát động đã có trên 8.000 đoàn viên đưa sáng kiến lên phần mềm hệ thống, trong đó có hơn 7.000 sáng kiến hợp lệ đạt tỷ lệ trên 150% tỉnh giao. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị Liên đoàn Lao động Thị xã trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Thị ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả đề án đổi mới phương thức công đoàn trong tình hình mới giai đoạn 2022-2025 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt. Đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã tiếp tục tổ chức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết công đoàn các cấp, nghị quyết và chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Thị xã lần thứ 10, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, gắn với thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và tiếp tục gắn với việc triển khai có hiệu quả thực hiện nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thị xã tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động trong thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định của pháp luật về lao động, về việc làm, gắn với thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ sở, trong đơn vị cơ quan doanh nghiệp và phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và đồng thời tăng cường công tác triển khai, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với đoàn viên và công nhân viên chức để hoạt động. Tập trung xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, bảo đảm về số lượng, chất lượng có tâm huyết trách nhiệm gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Trọng tâm là phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động tiên phong, thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa, văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030 và phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, cuộc vận động, xây dựng người cán bộ công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo gắn với phong trào lao động khỏe, lao động sáng tạo. Kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện các phong trào để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ công nhân viên chức người lao động trên địa bàn để thi đua, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên và thành lập các tổ chức công đoàn của các tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước và tổ chức tốt các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp lễ Tết, mà trước mắt là phối hợp với các cơ quan đơn vị các ngành và hội doanh nghiệp thị xã tổ chức có hiệu quả chương trình Tết sum vầy, xuân chia sẻ năm 2024 để không có ai bị bỏ lại phía sau, không có đoàn viên nào không có Tết. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thị xã đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Chiều ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị nghe và bàn các giải pháp giải phóng mặt bằng, số diện tích còn lại và mở rộng nâng cấp một số dự án. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban đội Ủy ban nhân dân thị xã và chủ tịch các xã phường có dự án. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận ba nội dung, đó là giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ phường Nguyên Bình, mở rộng tôn tạo đền thờ Quang Trung phường Hải Thanh, cải tạo nâng cấp quy hoạch các nhà trường mầm non Nguyên Bình, mầm non Tân Trường, tiểu học Tân Trường, mầm non Định Hải, tiểu học và trung học cơ sở Định Hải, mầm non Anh Sơn. Trong đó, nội dung giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ hiện còn liên quan đến hộ gia đình ông Lê Văn Bình về việc xác định nguồn gốc đất với diện tích 4.135 m², dự án mở rộng khuôn viên đền Quang Trung phường Hải Thanh là rất cần thiết và mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh, nhưng cũng khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Đối với nội dung quy hoạch, nâng cấp tu sửa các nhà trường để công nhận trường chuẩn quốc gia và chuẩn lại cũng gặp bất cập trong việc phù hợp với điều chỉnh quy hoạch phân khu. Với tinh thần trách nhiệm và trên từng vị trí công tác, nhiệm vụ chức năng, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề còn vướng mắc và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc từng dự án. Đồng chí chủ trì hội nghị Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã kết luận cụ thể đối với từng nội dung của các dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ được giao liên quan đến các dự án, làm tốt công tác phối hợp, kiểm tra cụ thể, từ đó tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại từng dự án và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, để lập dự án đầu tư và thực hiện các quy trình theo quy định, đồng thời thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã để chỉ đạo giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12, đoàn công tác đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa do đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã kiểm tra đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 7 trường tiểu học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tham gia cùng đoàn có đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Làm việc với đoàn công tác, về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và giáo viên các trường tiểu học Hải An, Hải Châu, Hải Ninh, Hải Thượng, Phú Lâm, Tĩnh Hải, Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình làm việc,
đoàn công tác đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã kiểm tra thực tế tại các nhà trường, xem xét hồ sơ và nghe đại diện các nhà trường trình bày báo cáo, tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. Các báo cáo đã đánh giá theo thông tư số 17/2018/TT-BGCDT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 5 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn 1, tổ chức và quản lý nhà trường. Tiêu chuẩn 2, cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiêu chuẩn 3, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Tiêu chuẩn 4, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chuẩn 5, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Theo đó, trong những năm qua, được sự quan tâm của Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn và cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, các nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, tập trung phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của các trường đã được nâng lên đáng kể và nhận được nhiều khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thị xã. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các trường tiếp tục quan tâm thực hiện tiêu chuẩn số 3 về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo thông tư số 17/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là xây dựng nhà đa năng, phòng tin học, thư viện và một số hạng mục khác. Đồng chí đề nghị các nhà trường trên cơ sở dự báo về mặt quy mô, xây dựng chiến lược phát triển trong nhà trường một cách phù hợp trong giai đoạn tới, tránh trường hợp các phòng, sân chơi, bãi tập đang thiếu, rà soát quy hoạch của các nhà trường để đặt các khối công trình cho phù hợp, rà soát lại phòng chuyên môn, phòng chức năng, đảm bảo cho việc học tập của học sinh, tăng cường công tác quản lý, rà soát lại các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Đối với những nhà trường chưa hoàn thành các tiêu chí, phải đẩy nhanh tiến độ và cam kết thời gian hoàn thành trong thời gian sớm nhất, để đoàn có cơ sở hoàn thiện hồ sơ, sớm công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa để chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các xã phường, các nhà trường hoàn chỉnh toàn bộ tiêu chí để được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Đồng chí mong đoàn công tác quan tâm để 7 trường của thị xã Nghi Sơn sớm được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn phối hợp với Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu đô thị số 1. Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa trình bày chi tiết quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu đô thị số 1 tại quyết định số 1699 của Thủ tướng Chính phủ ngày 7 tháng 12 năm 2018 về điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phân khu đô thị số 1 có tổng diện tích là 809,21 ha, dân số khoảng 50.000 người. Đơn vị hành chính gồm 3 phường là Xuân Lâm, Nguyên Bình và Bình Minh, có ranh giới cụ thể là phía Bắc giáp trung tâm phường Nguyên Bình, Bình Minh thuộc phân khu đô thị số 5, phía Đông và phía Nam giáp sông Bạng, phía Tây giáp đường sắt Bắc Nam. Đây là khu đô thị thuộc đô thị trung tâm khu kinh tế Nghi Sơn với chức năng tổng hợp chủ yếu gồm khu công cộng, dịch vụ thương mại, y tế và các khu đô thị với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn Trịnh Tiến Dũng yêu cầu trên cơ sở phân khu quy hoạch chi tiết 1/2000, các phường sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu để hoàn chỉnh tại các quy hoạch tỷ lệ tiếp theo. Cấp ủy chính quyền các phường tiếp tục làm tốt công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên diện tích đã được công bố quy hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của khu đô thị số 1 trong sự phát triển chung của toàn thị xã. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã được nhận bàn giao quyết định quy hoạch phân khu đô thị số 1 theo tỷ lệ 1/2000.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12, Hội Người Cao Tuổi Thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Hội Người Cao Tuổi Thị xã đã bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác đã đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người cao tuổi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Người Cao Tuổi các cấp đã quan tâm làm tốt công tác chính sách người cao tuổi. Nhân dịp Tết đến xuân về, các chi hội đã tổ chức mừng thọ cho 3.809 người cao tuổi với số tiền là 2 tỷ 466 triệu đồng, phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ tặng 2.154 xuất quà cho gia đình người cao tuổi với số tiền là 724 triệu đồng. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 với chủ đề Người cao tuổi được phát huy, chăm sóc đầy đủ, các cấp hội đã vận động ủng hộ quỹ thăm tặng quà cho 1.540 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 280 triệu đồng. Trong năm, Hội Người Cao Tuổi Thị xã cũng đã phối hợp với Bệnh viện Mắt tổ chức khám cho 21.470 người cao tuổi, thay thủy tinh thể cho 882 người, tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 800 người cao tuổi, hỗ trợ 426 người cao tuổi mua bảo hiểm y tế, nâng tổng số người cao tuổi thị xã có bảo hiểm y tế lên 29.000 người. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc với nhiều hoạt động như giao lưu bóng chuyển hơi, liên hoan tiếng hát và thể dục dưỡng sinh người cao tuổi cấp thị xã. Tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đạt giải 3. Trong năm, đã thành lập thêm 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng. Hội kết nạp mới 1.572 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 30.312 người. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, Hội Người Cao Tuổi Thị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ hội viên, tập trung xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Thực hiện tốt 3 chương trình công tác của hội là chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bảo vệ biên giới biển đảo, phòng chống tội phạm và chương trình người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, chú trọng đẩy mạnh phong trào xây dựng chi hội người cao tuổi hạnh phúc và phong trào xây dựng hình ảnh người cao tuổi Thanh Hóa, mẫu mực, uy tín, đẹp và khỏe mạnh. Nâng cao hiệu quả tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tại hội nghị, Hội Người Cao Tuổi Thị xã đã phát động và ký kết phong trào thi đua Tuổi Cao Gương Sáng năm 2024. Nhân dịp này, Hội Người Cao Tuổi Thị xã đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua Tuổi Cao Gương Sáng năm 2023. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thực hiện chỉ thị số 17 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công văn số 1924 ngày 4 tháng 12 năm 2023 của Thị ủy Nghi Sơn về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thị xã. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Nghi Sơn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bình yên, an toàn, hạnh phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Trưởng các phòng ban đội trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ địa bàn cơ sở, tích cực tham gia và ủng hộ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự,
dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước có thể làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, xử lý, ngăn chặn, loại trừ những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, trọng tâm là lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn an ninh mạng, an ninh tôn giáo, xuất nhập cảnh, quản lý kinh tế, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy, nổ xảy ra tại trụ sở các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã. 2. Công an thị xã chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, có biện pháp phòng ngừa phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hoạt động đầu cơ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu bia, chất ma túy, ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ trên địa bàn thị xã, tăng cường kiểm tra vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép và tố giác các hành vi vi phạm về pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, nhất là trong đêm giao thừa. 3. Các ngành công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân thị xã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng quy trình quy định, lựa chọn xét xử một số vụ án điểm được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, phối hợp thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính, đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. 4. Ban chỉ huy quân sự thị xã, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, đồn biên phòng Hải Hòa và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thị xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. 5. Cơ quan thường trực, thành viên Ban chỉ đạo 138, 389 thị xã, theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường trong công tác phòng chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã, chỉ đạo hướng dẫn công chức văn hóa xã hội các xã phường, xây dựng các chuyên mục, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cảnh báo những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm, tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin bài, biểu dương, gương người tốt, việc tốt, những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy chính quyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức, chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo đảm an ninh trật tự, giúp đỡ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư, người nghiện, người chấp hành hình phạt tại xã phường,
người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn để họ không vi phạm pháp luật và tái phạm tội. Yêu cầu trưởng các phòng ban đội trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện, giao Công an thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký Nguyễn Thế Anh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm và chỉ đạo nội dung Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.